nhận định bóng đá Serbia với Bồ Đào Nha, 2 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3, vòng loại VKC 2022. Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục hành trình của vòng loại VKC 2022 và đối thủ của họ ở lượt trận thứ hai sẽ là Serbia. Đây lại là một cơ hội để thầy trò Fernando Santos giành trọn vẹn 3 điểm. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos đang thể hiện được phong độ thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây khi mà Bồ Đào Nha đã giành được tới 3 chiến thắng trong 4 trận đấu gần nhất. Với phong độ thi đấu hưng phấn như hiện tại, việc có thêm một chiến thắng trước các cầu thủ Serbia sẽ không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, phải thi đấu trên sân khách trong trận đấu tới đây. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos vẫn có được sự tự tin khi mà Bồ Đào Nha đang thi đấu khá tốt trên sân khách với chuỗi 3 trận bất bại gần đây, trong đó có tới 2 chiến thắng. Xét về chất lượng đội hình hiện có, Bồ Đào Nha có thể tự tin trong chuyến hành quân trên đất Serbia. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên LGUBISATUMBAKOVIC lại đang thể hiện một phong độ thi đấu không thực sự ổn định khi mà Serbia đã phải nhận tới 3 kết quả hòa trong 4 trận đấu gần nhất. Thêm vào đó, với phong độ sân nhà không thực sự tốt gần đây, lần tiếp đón các cầu thủ Bồ Đào Nha này sẽ là một thử thách không hề dễ dàng. Soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những lần đối đầu giữa hai đội trước đó đều có khá nhiều bàn thắng được ghi minh chứng là trong hai lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã có tới 8 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, trước trận đấu này diễn ra, mặc dù Bồ Đào Nha đang có hàng công khá chất lượng, tuy nhiên, hàng thủ của Serbia cũng chơi chắc chắn, do đó, trận đấu này rất khó có một bữa tiệc bàn thắng, chọn xỉu.